Vấn đề cái thời kỳ này đó mà Đức Thầy cho biết rằng là kể từ nay lao khổ đến cùng. Ở trong cái vấn đề ta bà này nó lao khổ cho đến tới cái ngày cuối cùng của cái cơ tận diệt Phật đó, là thời kỳ hậu quân mạt pháp này. Khắp dương gian có nỗi thung dung người bảo ác không toàn tánh mạng, mà đã Đức Thầy nói cho tôi không dám nói, mà cái người bảo ác, những người hung dữ, cái người mà tội lỗi đó thì coi như là sau này không toàn tánh mạng, cái tánh mạng nó không được yên ổn. Mà tôi nói đây là để cho đồng đạo chúng ta sửa lại cho nó yên ổn tốt đẹp thôi, chứ chúng ta không có nên mà nói để mà nói xấu lẫn nhau, thấy không? Rồi bây giờ tôi khuyên tất cả đồng đạo chúng ta nên nhớ là vì cái thời kỳ này là lời kính Đức Phật, lời kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên đầu năm gặp thứ ba để hỏi đạo đức, để cùng tu cùng tiến. Qua đó cảm ơn bà, thì trong cái lý của thầy thì chỉ nói là chay bốn bữa là quy tắc, thì chỉ mình chỉ ăn tương là cái ngày 14 rằm và ngày 30 ngày 29, còn những cái thì qua mùng 1 như vậy. Thì cháu ông bà ngay mùng 3 đó thì theo tục lệ thì mình nên cúng cái gì cho nó hợp lệ để cho con cháu được khói phước và tổ tiên ông bà mình được nhẹ nhàng đó. Chú ba, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua có đồng đạo hỏi Mỹ Ý đó để nói lên cái đầu năm, nhất là cái ngày mùng 3. Thì căn cứ theo cái ngày mà Đức Thầy dạy đó, mỗi một gia đình của tín đồ Phật giáo hảo cư sĩ tại gia đó thì chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Nhưng mà cái bốn ngày này thì ngày 14, rằm 29 và 30, nếu mà cái tháng thiếu là mùng 1. Nhưng mà sao lại là còn cái vấn đề mà người xưa đó là có tổ chức ra một cái lễ gọi là mùng 3 ra mắt. Bởi vì thường lệ người ta đó, khi mà mùng 3 ra mắt rằng là ngụ ý để cúng ông bà, rồi mình trình ông bà, rồi mình đi lo làm ăn. Thành thử ra khi đi làm ăn đó, thì mình để mà để ra mắt để mà đi làm ăn đó, thì đa số cái người hồi trước giờ đó là ông bà mình hồi trước đó, bởi vì nghe theo cái phong tục của cái phần Ba Tàu á, hướng dẫn chúng ta về vấn đề những cái ngày tre niêu phơ phất không còn thấy đó, ra mắt tiêu mòn bữa thứ ba. Mà cái ngày này đó là hồi xưa đó, người ta là mần gà mần vịt để mà cúng ông bà tổ tiên, là nhất là cái ngày ra mắt mùng 3. Cho nên á, hiện giờ những người đi thành phố Bình Dương và đi xa, khi đi về được là gia đình đã đoàn tụ vui vẻ sum vầy trong 3 ngày xuân. Nhưng mà đặc biệt là sát sanh hại vật quá nhiều để cúng tế. Cúng tế ông bà mình đã mình ăn mà mình đòi là để cúng cho ông bà, mà đổ cái lỗi, đổ cái tội về cho ông bà không à. Mình nói mình á, hôm nay mình muốn ăn gà ăn vịt để mà mần ra mần nhậu nhẹt chơi vui trong 3 ngày xuân, nhưng mà lên thì giái nói là thôi ông bà tổ tiên về chứng minh cho cái ngày mùng 3 Tết ra mắt, đặng con cháu đi làm ăn cho nó được yên ổn. Nhưng mà đành rằng mình cầu nguyện cho yên ổn mà lại nó không yên ổn. Tại sao? Là bởi vì mình sát sanh hại vật quá nhiều, rồi ăn nhậu, rồi mình gây ra những cái điều tội lỗi ác đức, mình đổ thừa cho ông bà. Chứ thật ra mình gây ra mình chịu cái quả này. Rồi cái quả này là khi mà mình đi ra đường, rồi là nếu mình gây quá nhiều đó là ra đường là mình gặp cái nhân quả nó trả dai, hoặc sớm hoặc trễ tùy theo. Cho nên vậy thì ở đây nếu tất cả trong gia đình chúng ta mà muốn được yên ổn, là an lành trong 3 ngày xuân, và đi thành phố, đi Bình Dương để mà làm cái công ty, để mà làm kiếm tiền để sinh sống, nuôi ông bà cha mẹ, hoặc là nuôi con nuôi cháu mình, thì tất nhiên là chúng ta cần phải là làm chay là tốt nhất, để chi đặng đừng có gây cái sát hại tội lỗi, đặng mà nó
cho nó tốt đẹp, đặng mình đi ra đường cho nó an toàn. Đó. Bây giờ thay vì nếu mà chúng ta mà gây những cái sát sanh hại vật quá nhiều, rồi cái là mình đã đổ thừa cho ông bà không? Nhưng mà thật ra ở đây gần đây có bà Tám Phấn ở đây là bà 104 người, 104 tuổi mới chết đó quý vị. Nhưng mà bà này theo tôi thấy thì coi như là bà lẽ ra bà còn sẽ sống dai thêm nữa. Nhưng mà thật ra con cháu nó ăn mừng, nó tưởng đâu là bà sống dai như vậy nó mừng quá, mỗi năm mần con heo ra để cúng. Đó, mần con heo ra cúng. Khi mà mần heo ra cúng thì làm cho bà là bị chết là có 104, 106. Chứ nếu bà này mà không có sát sanh hại vật mà cúng chay để cầu cho bà được yên ổn đó, là vị nguyện cầu cứu quyền tất tổ tịnh độ siêu sanh tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương mà ở Tăng Long, là tại đường mà Tăng Long Phước Thọ là phước nó lên cao thì tất nhiên bà sẽ sống dai, lẽ ra sẽ sống từ 110 tuổi, nhưng mà bây giờ bà lại sống có 106 tuổi thôi bà chết rồi. Là tại sao? Là cũng tại vì mình sát sanh mỗi một năm cúng con heo ăn mừng cho bà Tám này, đặng bà sống dai, mà ai ngờ là giết chết bớt đi cái thời gian tuổi tác của bà. Thấy ghê không? Cho nên ý tôi muốn nói rằng là cái vấn đề chúng ta sát sanh hại vật là một cái tội rất lớn. Bởi vì dĩ nhân hí sát giả hữu sanh tác thí thượng phù du chỉ trùng trư sanh bổ tử. Nghĩa là người mà sát sanh hại vật quá nhiều thì tất nhiên sẽ là sau này sẽ là đầu thai làm con phù du chỉ trùng, tức là cái con đó là con phù du đó, là chập chờn trên mặt nước sớm mơ sống chiều tha, hay là sát một dao đền một dao giết một màng, một mạng là đền một mạng, gọi là khẩu thực bán cân quần tha bắt lưỡng. Cho nên vì vậy mà chúng ta đừng nên sát hại mà nói rằng đổ thừa cha mẹ ông bà à, mà rồi là cúng ông bà ai già mình cúng là ông bà không có ăn không có hưởng, mà rốt cuộc đem xuống là con cháu nó hưởng không, nó ăn nó nhậu nó còn la ó sùm, rồi là đem nó là mướn ba cái vấn đề nó mái thùng bát nhạc rồi kia là về ca hát nữa. Trời ơi, ca hát tưởng đâu ca hát cho ông bà mình nó là được sống dai, ai về ca hát cho ông bà mình gây ra tội thêm. Như vậy là vô tình mình nó nằm ở trong cái mê, mình không thấy mà mình tưởng đâu ngon rồi. Thấy không? Vì vậy mà thôi, bây giờ tôi khuyên tất cả đồng đạo chúng ta, ngày mai là mùng 3, ai là người được nghe cái lời nói tôi hôm nay thì đề nghị đồng đạo chúng ta tín đồ Phật giáo hảo tu, thì ngày mai chúng ta đừng có cắt cổ mổ bụng, rồi sau này nó cắt cổ mổ bụng lại là khổ lắm mà chứ đồng đạo. À, thành thử ra thôi, chúng ta là làm trai là tốt nhất. Kính thưa quý vị, tôi nói tắt cho nó mau vậy thôi. Giờ đến đây xin tạm dứt lời và chúc cho quý vị là gia đình, bửu quyến, ông bà, tổ tiên ở trong nước, ngoài nước đều được là yên ổn, nhẹ nhàng, linh hồn, để sau này chúng ta được là về đời thượng nguyên mà sống sót với rồi là kế Phật tiếp đời. Nữa qua cái phần kế tiếp nữa, tức là hồi xưa đó mà tôi còn nhớ đó, là bước vào ba ngày xuân mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó, là tất cả bà con chúng ta hay thường chơi bài bạc, lô tô, số đề là đủ thứ. Những cái việc vui chơi đó. Thành thử ra là cái chuyện này đó, căn cứ theo giáo lý của Đức Thầy đó, chúng ta là tín đồ Phật giáo hảo. Tôi nói ngay là mình là người tín đồ Phật giáo hảo. Dường như là hiện giờ cũng còn lai rai. Có nghĩa là ba ngày xuân rồi bắt đầu chơi quánh bài. Rồi thứ đến là chơi lô tô, bồ tôm, cắt cọp gì đó. Thành thử ra cái này nó đã bị phạm quy luật mà tín đồ Phật giáo hảo, mà Đức Thầy chúng ta đã dạy. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Vậy thì nếu mà ai mà còn cái chơi cái vấn đề mà bồ tôm, cắt cọp, chơi bài ở trong ba ngày xuân, tuy rằng nó là một cái chuyện vui, nhưng mà Đức Thầy cũng cấm hẳn. Bây giờ tôi giải thích cái danh từ đó để chúng ta thấy cái chuyện là trong ba ngày xuân. Bởi vì là Đức Thầy dạy
Tôi muốn nói ngay trong cái vấn đề ba ngày xuân, ở trong cái vấn đề là cờ bạc thôi. Cờ bạc là gì? Cờ là đánh cờ, bạc là đánh bài. Cờ bạc là đánh cờ và đánh bài. Mà cái người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta hiện giờ đang bị sai đắm rất nhiều. Một số người tín đồ đã tu lâu năm mà vẫn còn chơi cờ như thường. Mà ở gần tôi thì tôi khuyên được một số người đông là không còn đánh cờ, mà cũng còn lẻ tẻ một ít. Rồi chơi là đánh bài, mà nhất là đánh bài vào ba ngày xuân đây. Người ta quánh bài chơi, thua qua thua lại, là ăn với nhau, nó cũng là một điều là phạm giới luật của Đức Thầy. Đó là giới thứ nhất mà Đức Thầy đã dạy. Bởi vì là tôi nói qua cái quy luật vấn đề là cờ bạc mà Đức Thầy dạy ở trong 16 điều, mà những điều cấm hẳn hoặc châm chế hoặc nên làm. Đức Thầy nói là cờ bạc phải cử tuyệt. Người nào còn cờ bạc thì phải cử tuyệt. Nếu người nào mà không cử tuyệt đó là coi như là cái người này là người ngoại đạo. Cái thứ hai là Ngài muốn nói thêm, có nhiều người người ta nói rằng tôi chơi ăn là chút đỉnh này, sơ xỉa thôi, nhưng mà Đức Thầy cấm luôn, không nên chơi cờ, không nên đánh bài. Cái chuyện này là cái chuyện làm cho nó mất cái thời gian để chúng ta quẩn đãi, chúng ta coi kinh giảng để tìm hiểu cái trí tuệ cho mình sáng suốt ra, hoặc là mình đi là nội đi ngoại để rồi mình nhắc nhở qua cái ơn đền nghĩa trả của ông bà đó. Cho nên vì vậy mà tôi đọc nguyên văn lại là Đức Thầy dạy cờ bạc phải cử tuyệt, người nào còn cờ bạc thì không nhìn nhận vào đạo. Và nhất là Ngài nói thêm là không có một cuộc vui sướng nào châm chế đặng. Cho nên tôi ở đây tôi khuyên trong số người tín đồ của mình, nếu ai còn sơ sức thì ba ngày xuân chúng ta không nên đánh cờ và chơi bài. Mà nói chung là hiện tại trong ba ngày này, nói riêng là tất cả tín đồ chúng ta, là chúng ta còn chơi cờ và chơi bài là Đức Thầy không nhìn nhận là tín đồ nó chưa đồng đạo. Cho nên chúng ta cần phải nhận xét kỹ càng để chúng ta tu. Vậy thì hôm nay nó cũng có phần hơi nhẹ và bớt cái vấn đề là chơi bài và là chơi là bồ tôm cắt cọp, nó cũng hơi nhẹ hơn, nhưng mà còn phạm rất là nhiều. Tôi nhắc đơn chi đặng đồng đạo tín đồ chúng ta không bị sơ sức, không bị phạm giới luật của Đức Thầy chỉ dạy, để tôi cùng quý vị đạt đến mục tiêu là trên bước đường tu hành của mình. Đó là tôi nói ba vấn đề là ba ngày xuân mà chúng ta chơi bài và người chơi đánh cờ. Rồi kế nữa thì là ba ngày xuân qua tới ngày mùng ba ra mắt thì đa số là anh em đồng đạo chúng ta, con cháu đã đi Bình Dương, đi thành phố, đi làm ăn. Nhưng mà lâu lâu về rồi cũng là mừng gỡ với nhau, với là ông bà, cha mẹ, con cháu. Rồi bắt đầu bài ra sát sanh hạ giặc, là giết gà, giết vịt để là ăn nhậu, là đùm đê, nhậu cho nó say xỉn. Rồi đôi khi hiện giờ, thực tế là mới đây, trong ba ngày xuân này, là chạy xe rượu xỉn rồi chạy xe là bị là đụng chạm té là gãy hai cái tay mới thất thời đây. Cho nên đây là những cái vấn đề mà chúng ta vừa sát sanh là tội lỗi mà vừa nhậu nhẹt là phạm quy luật của Đức Thầy để chỉ dạy. Đối với người tín đồ là không uống rượu, cờ bạc, áo phiện, chơi bời theo đàn đêm. Đây là tôi nhắc lên để chi? Để tôi cùng quý vị đặng mà tu sửa lại cho nó tốt đẹp đối với người tín đồ. Để cái thời kỳ này đó mà Đức Thầy cho biết rằng là kể từ nay lao khổ đến cùng, ở trong cái vấn đề ta bà này nó lao khổ cho đến tới cái ngày cuối cùng của cái cơ tận diệt Phật, là thời kỳ hậu quân mặt pháp này.
khắp dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Mà đã đức thầy nói cho tôi không dám nói, mà cái người bảo ác, những người hung dữ, cái người mà tội lỗi đó thì coi như là sau này không toàn tánh mạng, cái tánh mạng nó không được yên ổn. Mà tôi nói đây là để cho đồng đạo chúng ta sửa lại cho nó yên ổn tốt đẹp thôi, chứ chúng ta không có nên mà nói để mà nói xấu lẫn nhau, thấy không? Rồi bây giờ tôi khuyên tất cả đồng đạo chúng ta nên nhớ là vì cái thời kỳ này là thời kỳ đau khổ, nhưng mà trong cái khổ lại nó có một cái lẫn lộn về vấn đề cái vui. Mà thời kỳ Đức Phật Thầy Thái An ra đời và cái thời kỳ đó đó, nó sẽ khổ hơn thời kỳ bây giờ nữa. Ông bà tổ tiên mình hồi trước đó khổ lắm quý vị ơi. Có nghĩa là hồi xưa khổ cái gì? Nổi cái vấn đề sáng chiều mà nấu cơm ăn đó thì phải hai cái người mà thanh niên, mà hai người phải cọ cây, cọ cái cây mà chừng nào xé lửa ra là cháy đó, rồi nấu cơm ăn, rồi phải đun lửa là ở dưới đất đó, để mà chiều tối hoặc là ngày mai tiếp tục nấu cơm ăn nữa. Thời kỳ hồi xưa nó rất là khổ sở, nhưng mà bây giờ cái là Đức Phật Thầy Thái An cũng tiên tri cho biết rằng ngày sau là không còn khổ đó nữa, mà ngày sau dùi lửa nóc bùng. Là sao? Dùi lửa nóc bùng có nghĩa là ngày sau là hiện giờ nè, là ông quẹt chúng ta dục ở trên nóc bùng, hiện giờ là dùi lửa nó không có cháy. Mà hồi xưa đó mà là cái là mình dùi lửa là ở trong cái đống tro để dưới sàn dưới đất đó, mà để lơ mơ là nó cháy nhà luôn nữa đó quý vị. Thành thử ra ngày sau dùi lửa nóc bùng, đàn bà sung sướng vô cùng thảnh thơi. Đàn bà sao sung sướng? Đàn bà sau này hồi xưa đó là ta kim chỉ, ta mai giá, coi như là đa số đồng là tất cả bà con đó, chúng ta nông dân đó, có nghĩa là mai áo là giá hàng chục lỗ, 5-10 lỗ rồi đó, là mai áo giá rồi bẩn áo bô tời, khổ sở ghê gớm lắm đó quý vị. Cho nên mà Đức Thầy đã nói rằng là đàn bà sung sướng vô cùng thảnh thơi, bây giờ không còn mai giá như hồi xưa nữa. Tràng ơi, tôi thấy hồi xưa tôi còn nhớ, tôi còn nhỏ đó, thấy nhiều bà già đó, ta nói ngồi đó mà ta nói trưa rồi cái lưng còm rồi mà cũng lận rồi mà mai giá. Mà bây giờ tôi hỏi mấy cái số đông người đó, trong mấy cái khóa học rồi kia bà con ơi, chứ có ai trong phiên thuyết giảng rồi kia có ai mà bẩn áo mà mai giá không? Không có một người nào mai giá trên. Thành thử ra thời kỳ này là nó được sung sướng cái phần này. Đàn bà sung sướng mới vô cùng thảnh thơi, giàu thời tục bực ăn chơi. Nghĩa là thời này giàu thì tục bực ăn chơi. Người giàu phải đi du lịch ở là nước Mỹ, nước Trung Quốc, rồi đi Thái Lan gì đó vân vân. Nghèo thời cùng khổ mãn đời khó khăn, là nghèo rồi có tiền đâu mà đi giá là du lịch Thái Lan ở ngoài nước Mỹ, nước gì ở ngoài xa đó. Thành thử ra cái vấn đề ở đây Đức Phật Thầy Thái An đã tuyên đoán trước mà hiện giờ đã có. Đó. Đức Phật Thầy Thái An tuyên đoán thêm nữa nghe chưa đồng đạo. Đức Phật Thầy Thái An cho biết rằng là ngày sau tàu chạy trên mây, dưới sông thương mãi ghe đi khỏi chèo, thung dung bất lẫn giàu nghèo, dưới sông thì tàu chạy trên bờ xe đưa, nam thanh đột nữ tú đều ưa, đường đi ngàn dặm mà xe đưa dài giờ. Quý vị biết không? Cái thời gian mà Đức Phật Thầy Thái An ông bà mình hồi trước đó là khổ sở lắm. Hồi trước đó thì không có là tàu chạy trên mây là gì? Đó là máy bay. Hồi xưa không có máy bay, mà sau này á, vừa qua đó có máy bay. Ngày sau á, tức là hiện giờ đó, ngày sau tàu chạy trên mây, dưới sông thương mãi ghé đi khỏi chèo. Tôi còn nhớ ông nội tôi á, là đi mua bán á, từ ở là An Giang mà đi ra thành phố là đi bằng chèo đó, 2-3-4 cái chèo mà chèo á, chèo mà theo nước mà chèo riết ra ngoài á, chèo đâu cả tuần lễ mới tới thành phố đang mà mua bán làm ăn. Nhưng mà bây giờ dưới sông thương mãi ghe đi khỏi chèo, phải không? Thung dung bất lẫn giàu nghèo, dưới sông thì tàu chạy trên bờ xe đưa, dưới thông thì tàu chạy là đi bằng máy, không còn bơi chèo nữa. Nam thanh dưới sông tàu chạy trên bờ xe đưa, nam thanh nữ tú đều ưa, đường đi ngàn dặm xe đưa dài giờ.
đây ra thành phố Hồ Chí Minh từ An Giang ra ngoài 4-5 tiếng đồng hồ là tới rồi. Cho nên Phật Thầy Tây An tuyên tri là sau này mình có một cái khoảng thời gian mình được sung sướng đó quý vị. Vậy thì đất nước Việt Nam chúng ta hôm nay đã là sung sướng rồi, là khỏe rồi, thì chúng ta cần phải tu. Tu để lo cho đất nước mình, tu để cầu cho ở thế giới được hòa bình. Là để thôi, là hiện giờ cái thế giới hiện giờ đó, là thế giới là nó muốn bùng nổ, nó muốn là bấm nút để mà hại với nhau quá trớn rồi. Nhưng mà nước Việt Nam chúng ta có tu rồi, hãy mình cầu nguyện sáng chiều: Nam mô tứ nguyện cầu ba tánh vạn dân từ bác ái giải thoát mê ly, để cho bớt đi cái sự đau khổ, mà trước nhất là hết đau khổ ở nước Việt Nam, mà còn luôn là không đau khổ ở nước ngoài thế giới. Mình lo là lo chung cho cả thế giới. Cho nên á, hiện giờ là dường như nó bùng nổ ở thế giới vô cùng rồi, nó xém một bên rồi. Nhưng mà nhờ mình tu thì mới có thể nó dừng bớt đi với sự đau khổ ở thế giới. Và nước Việt Nam mình tu cũng nhiều, cho nên đó là cái sự đau khổ mình nó đã qua cái qua truông rồi. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì hôm nay mà tôi để trao đổi cùng toàn thể chư đồng đạo qua về vấn đề là cái ba ngày xuân, để chúng ta thấy rằng là ba cái ngày xuân này là chúng ta sẽ chúc mừng năm Giáp Thìn là một cái năm là mát mẻ, năm mát mẻ. Và cái năm mà Giáp Thìn này là để chúng ta được làm sao cho yên ổn, cho dân chúng ta được làm ăn được phát đạt, đất nước không còn đau khổ nữa, nói riêng, nói chung là tất cả thế giới được yên ổn. Và đồng đạo chúng ta, tôi sẽ để trao đổi qua hai câu giảng thêm để đồng đạo chúng ta đã thấy rõ thêm. Đại đồng chuông đạo bó ngân, cho người sai ngủ tỉnh lần giấc mê. Như vậy thì hai cái câu giảng này như thế nào? Bây giờ hai câu giảng này là Đức Thầy đã viết ở trong cái bài là Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Bởi vì tại sao? Vì Đức Thầy chúng ta đã nhắc lên về vấn đề là đại đồng là gì, chuông đạo là gì, bon ngân là gì. Đó. Rồi. Ông Út chơi chút nữa đi, ông Út ơi, ông ngồi ông chơi với tôi đi, ông ủng hộ tôi đi, để mình nói chuyện đạo chút xíu. Cho nó ngọt cơm ngọt canh rồi kia, ví dụ vậy. Lấy cái phước đức 87 gần 90 tuổi rồi. Ông vậy đây là ngon lắm rồi đó. Tôi không biết là tới 90 tuổi như ông được không? Vậy thì là không ngon sao được. Ông biết là hiện tại là ngon rồi đó. Đó. Rồi, trả lời mình đã trao đổi cái chỗ này một chút. Đại đồng là gì? Đại đồng chuông đạo bón ngân. Chữ đại là lớn. Đồng là cùng. Đại đồng là cùng chung sống chung ở trong một cái số rộng lớn. Như một cái xã hội, như một cái quốc gia, như một cái tôn giáo, gọi là đại đồng. Chuông đạo là gì? Chuông đạo là nếu mà nói là cái chuông là đối với cái người đạo mới xài. Chứ mà cái chuông này người đời không có xài cái chuông này. Thấy không? Cái chuông này là để xài cho ở trong cái chùa chiền. Là để đánh thức cho những người xung quanh để người ta nhớ lại. Đặng mà cho bà con chúng ta nhớ lại, đặng mà sáng cúng chiều cúng, chuông đánh lên nói về sự, thấy không? Chuông đạo, cái chuông là mình đã nói rồi, tới đạo. Đạo là một cái con đường mà Đức Phật và Đức Thầy hôm nay đã hướng dẫn và chỉ dạy. Như vậy thì chuông đạo là gì? Chuông đạo là nó khác với cái vấn đề là cái chuông là linh thú. Cái chuông này là cái chuông này gọi là cái chuông đạo này là chỉ cho cái pháp giáo của Đức Phật, giáo pháp của Đức Thầy là chuông. Nhưng mà đại đồng chuông đạo bón ngân. Đó. Như vậy thì cái đại đồng là Đức Thầy đem một cái chuông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
và cái chuông của Ngài là cái giáo pháp, muốn nói cho nó dễ hiểu, là để đánh lên, để thức tỉnh cho chúng sinh rộng lớn, chứ không thể nói riêng một gia đình hay là một đất nước, mà đại đồng là nói luôn là cả thế giới luôn. Đại đồng là rộng lớn như vậy. Mà cái chuông đạo này có thể mình nhắc lại Đức Thầy nói là bon bon chuông nhục mấy hồi, rầm rầm sấm nổ trên độ xa xa. Đó, bây giờ cái này đôi khi đồng đạo chúng ta hiểu lầm. Bon bon là gì? Bon là đánh lên. Bon có nghĩa là những cái tiếng nó rên, nó rền ra, để nó dội ra, để cho mọi người từ ở gần đến xa ta biết, ta nghe, gọi là bon bon. Chuông dục là cái chuông là nó dục, là nó lắc qua lắc lại, là để nó dục. Dục để làm gì? Gọi là dục thúc cho mình nghe. Dục thúc cho mình nghe, dục thúc cho mình tu. Bon bon chuông dục mấy hồi. Bây giờ nó tới mấy hồi? Mấy hồi mà hiện giờ Đức Thầy chúng ta ra đời là hồi nào? Mà Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời hồi nào? Phải nói đây nó cũng dính liền tới vấn đề là ba hồi chuông, chuông linh thứ ba hồi dục thúc. Mà hôm nay Đức Thầy đã dục thúc là Ngài đánh cái tiếng chuông là tiếng chuông thứ ba, là hồi chuông thứ ba. Đức Thích Ca Mâu Ni là quánh một cái hồi chuông là thứ hai. Mà là ông á là cái chuông á là liên trì hội là cổ Phật Nhân Đăng là đánh một cái hồi chuông là thứ nhất. Nói trở lại, hồi chuông thứ nhất là cổ Phật Nhân Đăng đánh lên. Cái hồi chuông thứ hai là Đức Thích Ca Mâu Ni đánh lên. Hồi chuông thứ ba là Phật Di Lặc đánh lên, hay còn nói mau là Đức Quỳnh Giáo Chủ đánh lên. Đó. Như vậy thì ba hồi chuông này là chuông linh thứ ba hồi dục thúc, là dục thúc. Mà khi Ngài dục thúc rồi, hiện giờ dục thúc ở chỗ nào? Chuông linh dục thúc bên tai, nghĩa là kế lỗ tai mình mà đâu có còn xa nữa. Hồi trước thì mình đã nghe từ ở cái bên Ấn Độ thì nó quá xa đi, nhưng mà hôm nay Đức Thầy nó gần rồi, gần bên rồi, dục thúc bên tai rồi, phải không? Nhưng mà dục thúc bên tai rồi mà nghe mà còn đôi khi không có để ý tới nữa. Thành ra Đức Thầy nó nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Nện luôn, khuyên mà nghe là nhắc chừng chừng mà không nghe là nện luôn. Trong mộng là cái giấc ngủ đó. Cho người trong mộng tức là cái người ở trong cái mê trong cái danh lợi tình tài sắc đó. Đó. Vậy thì đại đồng chuông đạo bon ngân cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Người say ngủ là gì? Là người say ngủ là ngủ mê ở trong danh lợi tình, mê cái tiền, mê cái vàng, mê cái ruộng, mê cái nhà cao cửa rộng, rồi mê tới sắc đẹp luôn nữa. Nó mê đủ thứ rồi đó. Sắc đẹp mê nhiều hơn hết. Sắc đẹp mê còn nhiều nữa phải không? Cái này là mê đó, kêu rằng là mê chết á, mê luân hồi sanh tử á, thấy không? Đó, cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Mà cái người mà say ngủ ở trong cái ta bà này, theo nhà Phật thì cho là mình đã say mê ở trong một cái giả tạm, cái vô thường, cái không thật mà lại mình mê. Mà cái thật mình không chịu mê. Cái thật là cái gì? Đây, tâm của mình là thật nè, chủ nhân ông Phật tánh là thật nè, cái ngã này là thật nè. Mà cái ngã thật mà không chịu mê mà đi mê cái ngã giả. Cái ngã tức là cái ngã là cái ta là ta có của nhiều, ta có nhà cao cửa rộng, rồi ta có ruộng nhiều, ta có vàng nhiều, ta có tiền nhiều, mà đi mê cái đó. Mà cái đó là cái giả. Đức Phật nói thế này, của thế gian là của năm nhà đó ông Út. Một là nhà gì? Của nhà giặc cướp. Giặc cướp nó ăn, nó lấy nước người ta rồi thì tất nhiên ta gọi là nó có quyền, cho nên gọi là cái của nhà giặc cướp. Thứ hai, của nhà nước. Ở thế gian này mình nói là ruộng đất của mình, nhưng thật là nhà nước quản lý trăng à. Nhà nước muốn lấy giờ nào lấy đó. Đó là của nhà nước là hai. Ba là của ai?
Ba là cái của này gọi là của là lục bảo và lửa cháy. Đấy, nghĩa là lửa cháy và nạn lục bảo là nó trâu sạch trơn luôn, của ông cỡ nào cũng tiêu hết. Bốn là của con bất hiếu. Mình lo cơm nhớp đầy đủ, vàng dòng nhà cửa ruộng vườn đầy đủ, tới chừng nó sanh con ra được, lớn lên rồi cái nó bán, nó chơi bài cờ bạc, nó sung phí cái rầu tiêu trần. Đó là nhà bất hiếu. Còn cái thứ năm là gì? Là tận nhà tận mạng. Nhà tận mạng là gì? Có nghĩa là khi mình nhắm mắt cũng nhắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hầu non, đâu có đem hầu non, đâu có đem con vợ nhỏ, con vợ lớn gì. Chỉ có gì? Chỉ có tội phước hả con? Không thấy ghê chưa? Cho nên vì vậy mà đối với vấn đề cái người tu, mình biết được chuyện này để làm gì? Là để mình dời bớt đi, chứ không phải tuyệt đối là bỏ hẳn. Cái thân này nó là vô thường, nhưng mà mình cũng nương vào cái vô thường để mình tìm cái chân thường. Còn cái vô ngã là không có ta, nhưng mà đi tìm cái chỗ mà cái ngã chân thật của mình. Rồi bây giờ ở đây á, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà cái này nó là chân thường là gì? Là mình đi tìm một cái là nó là thường quá hoài, nó không mất. Mà ở ta bà này nó đã bị mất. Chân lạc là cái vui hoài, nhưng mà ta bà này cái lúc rồi vui, lúc rồi buồn, thấy không? Nó không có hoài được. Chân ngã tức là cái ngã, là cái ngã này gọi là ngã là ta. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni khi xưa đó, ngài khi mà lọt lòng mẹ là chui ngang hông mà trúng ra rồi, bên phải đó, ngài mới nhảy ra rồi, ngài nói chỉ một tay: trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý, trung quán nhân sự, trên đời, trên trời, dưới đất, chỉ có ta. Ta là lớn nhất. Vậy thì cái ta này là gì? Cái ta nãy giờ tôi nói chữ ta nó có hai nghĩa. Một là cái ta là ta giả tạm, cái ta vô thường, cái ta ở thế gian. Mà cái ta này là chân ngã. Cái ta này là tất cả chúng sanh. Đức Phật nói Phật cũng có cái ta, tất cả chúng sanh đều cũng có cái ta. Mà cái ta này là ta chân thật. Ta chân thật, thấy không? Khó người bị. Vậy thì Đức Thầy hôm nay nhắc, nghĩa là Ngài nói rằng họ không hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di, không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Đó, như vậy thì mình phải biết là cái nào mà không di, không dịch, vĩnh viễn trường tồn, nó chỉ có Tây Phương Cực Lạc thôi, Úc. Phải không, Úc? Cho nên vì vậy mà ở đây tôi nói thêm mà lúc xưa đó Đức Thích Ca Mâu Ni ấy, Ngài hay thường thiết cái pháp môn. Ngài thường hay thiết cái chỗ này. Ngài thuyết là thứ nhất là dạng vật giai quy vô thường. Dạng vật giai quy vô thường. Hai là sở hữu tất di khổ độc. Ba, dạng pháp giai vô ngã. Bốn, hữu hình tất si không. Đức Phật đi tới đâu cũng thường thuyết cái này. Đặng chi? Để cho biết rằng là của thế gian là giả tạm vô thường. Ngài rung lên những cái tiếng chuông để dạy cho chúng sinh. Bây giờ là dạng vật giai quy vô thường, tức là dạng vật thế gian nó là vô thường tạm giả. Dạng vật giai quy vô thường. Sở hữu tất di khổ độc. Cái sở hữu là gì? Những cái gì của mình tạo ra, mình làm ra nó cực nhọc rồi, nhưng mà rồi cũng bỏ, cho nên nó là trở thành cái độc. Sở hữu tất di khổ độc. Rồi. Dạ, dạng vật giai vô ngã, tức là cái gì không có cái gì là của ta hết. Đó. Rồi hữu hình tất chi không, nghĩa là cái gì có hình, hình tướng đều nó hoại hết. Cho nên ở đây là nhà Phật á, đánh đổ cho chúng ta bằng cách là chúng ta phải dừng bớt lại. Đủ xài, đủ ăn, đủ sống, đừng cho thiếu thốn, rồi lo tu. Đó là mới chắc ăn. Chứ nếu chúng ta mà đua đòi chạy theo danh lợi tình tài sắc hoài, thì tất nhiên chúng ta bị luân hồi sanh tử hoài, không bao giờ dứt được. Chứ thưa quý vị, cho nên qua vấn đề là Đức Phật đã dạy rồi, là nhân ngã, ngã nhân, đừng cách biệt sắc không, không sắc chớ lìa xa, hay là cần hiểu cái lý vô ngày ngã của nhà Phật, ở ráng sức thi thành sẽ có thầy ủng hộ. Vậy thì đại đồng chuông đạo bon ngân
là nói tóm lại cái câu này là đại đồng, tức là Ngài muốn nói đến cái chuyện rộng lớn, đem cái giáo pháp của nhà Phật, của Đức Thầy ra để dạy rộng lớn từ ở trong nước đến ngoài nước, là cả thế giới luôn. Đó gọi là đại đồng, chuông đạo là cái đạo của Đức Thầy, Đức Phật để dạy cho chúng sinh. À, nghĩa là Ngài dạy, Ngài mượn cái sự để nói lên là lời dạy của Ngài như là một cái tiếng chuông, gọi là Ngài đánh lên bon bon như vậy, đó là cái tiếng thức tỉnh kêu gọi mình thôi, gọi là bon bon chuông dục mấy hồi đó. Là ba hồi chuông mà tôi đã giới thiệu thôi. Rồi á, là đại đồng chuông đạo bon ngân cho người trong, cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Ngài đánh lên những cái lời pháp giáo để cho những người say ngủ là mê say trong những cái danh lợi tình sắc, đừng có mê cái của ta bà nữa. Vì cái của ta bà này nó làm phương tiện để chúng ta tạo thành một cái gì là trường tồn vĩnh cửu, hay là để chúng ta tạo thành một cái chỗ là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là Tây Phương Cực Lạc mới có cái chỗ này. Đó, say ngủ tỉnh lần giấc mê. Vậy thì ở đây cái vấn đề cái người mà ngủ mê ở trong danh lợi tình tài sắc đó, Đức Thầy nói ví dụ như thế này: con phù du hẳn hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn đỏ thấy một phù du. Đó, kể phiên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Người mà đeo danh lợi tình tài sắc thì nó giống như cái con phù du mà Đức Thầy đã giới thiệu. Ở đây Thầy giới thiệu cho tôi không có nói, là tôi chỉ nhắc lại lời của Đức Thầy, nói là cái con phù du nó là thấy cái bóng đèn sáng rồi có nó phóng vô chết. Mà ở đây đó thì là chúng sanh mình đó, phóng vô danh chết, phóng vô lợi chết, phóng vô cái tình rồi chết, phóng vô tất cả gì trong ta bà rồi chết. Tôi nhắc cái câu chuyện này sơ sơ cho quý vị thấy. Có một cái anh này là có uy tín trong làng, tôi không nói với cán bộ, tôi nói là uy tín trong làng thôi. Anh ta uy tín ở trong làng rồi, là một hôm là anh nó còn trẻ tuổi, chưa có vợ. Ông già là tôi đã trị bệnh cho ông già tai biến, ông già ông học lại tôi. Ông nói: ông thầy thuốc ơi, là tôi cho ông hay nghe, là tôi cho nói ông thầy này nè, là thằng con tôi hiện giờ nó đau, là cái giò nó hiện giờ nó còn chừng nửa cùm tay cái giò thôi, rồi nó ốm nhách nè, rồi là nó kêu tới ông thầy ơi, bây giờ bệnh ông tôi trị không có nổi, mà chỉ có Phật A Di Đà cứu ông thôi, ông ra niệm Phật đi, Phật A Di Đà cứu được, còn tôi là chạy ông rồi. Rồi ông mới trả lời ông, cái ông già ông mới nhắc tôi thế này, ông nói hồi lúc mà nó còn mạnh, nó uy tín ở trong làng đó, trong xã đó, thì nó có một cái cô gái này rất là xinh đẹp. Cái nó nói lại với tôi, tức là ông già nói với mẹ, nó nói tôi thương người đó quá, thôi bây giờ nhờ ba với mẹ là cưới cô đó đi. Nhưng mà ba với mẹ là lớn tuổi mới biết được, nghe tin cái người này đau cái bệnh, mình nói cho nó dễ hiểu là bệnh tim la đó, bệnh đó là tim la đó, là thành thử ra nó bị nhiễm. Rồi á, là ổng mới nói thôi cưới ai tao cưới, chứ mà cưới nhỏ đó là nó mắc tim la mà tao không có dám cưới đâu, cưới rồi mày chết theo nó. Cái nó mê đó quý vị, nó mê giống con dư phù du mà tôi nói nãy, nó mê là nó thấy bóng đèn thì quyết chung vô đó. Cho nên khi mà lúc đó cái bắt đầu nó cãi với cha mẹ, nó lấy dọc đường dọc xa lây quay, nó bị cái bệnh tim la, rồi đau cái giò là còn nửa cùm tay. Tôi quý vị kêu tôi trị bệnh, tôi nói là có Phật A Di Đà cứu ông thôi, là tôi phiền ông niệm Phật là lây quay ba bữa chết. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ có thể là nói là Đức Thầy ví dụ mình á, mê danh lợi tình tài sắc mà mê rồi chết cũng chạy vô, cũng đâm đầu vô chết, giống hệt như cái con phù du thôi đó. Rồi Đức Thầy mới nói thêm: thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ, kể phiên trần đã mãn mùa thu,
đeo danh lợi như con vật ấy. Rồi tiếp tục nè, Đức Thầy ví dụ cái thứ hai, giống xe cát biển Đông được thường thấy, tên giả tràng rất uổng công trình, tuy nước rộng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã. Trần phú quý thì trần thông thả, chứ còn ta cứ khổ lâu hoài. Như vậy có phải là Đức Thầy muốn nói là chúng sanh hiện giờ là mê sai danh lợi tình tài sắc, nhất là con á, con cái con mà ở ngoài mấy biển đó, đó Đức Thầy đã ví dụ đó, là nước rồng thì nhà lúc bình minh, lúc nước lớn cát kia tan rã, nó là xây cái tổ cũng như cái nhà, xây cái nhà rồi á, là nước lớn là nó bị tan đó, rồi nó tan rồi nước rồng rồi thì xây nữa. Vậy thì tất cả chúng sanh cũng vậy đó, có nghĩa là bữa nay xây nhà chỗ này, mai nhà chỗ kia, rồi đập bỏ xây lại nhà mới, nhà cũ xây nhà mới, y chang như cái con giả tràng. Kính thưa quý vị, cho nên ở đây Đức Thầy mới nói là đại đồng chuông đạo bon ngân cho người sai ngủ, đó là bị sai ngủ ở chỗ đó rồi đó quý vị, tỉnh lần giấc mê. Vậy thì ai là người sai ngủ, ai là còn mê thì hãy nghe lời Thầy chỉ dạy. Mê với tỉnh nhận ra là lý thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi màn tiếng rớt. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái người ngủ là sao? Đức Thầy nói thấy dương trần ngủ mãi ngủ hoài, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, ngủ hoài đó là người đó mê ngủ, mê danh lợi. Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài đó là người đã giác ngộ rồi đó chứ đồng đạo. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta đưa ra một vài ý để cho chúng ta thấy về vấn đề là hai câu giảng này. Thì cái câu mà thứ nhì, ý Đức Thầy muốn nói cho người sai ngủ tỉnh lần giấc mê. Sai ngủ là sai xưa mê mẩn, ngủ quên không biết là giác ngộ, không biết là thức tỉnh, mà đi chạy theo danh lợi tình tài sắc hoài, không chịu giác ngộ mà tu hành. Cho nên là cho người sai ngủ tỉnh lần giấc mê. Tỉnh lần lần đó chứ đồng đạo, còn không tỉnh lần lần là thua nha. Mà Đức Thầy có chỗ khác á, Đức Thầy nói không có tỉnh lần lần à, mà tu kiếp kiếp nếu không quá trễ à, chừng đối đầu có kiếp điên khùng, hay mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này đó. Thành thử ra Ngài cũng dục thúc chúng ta, nó gọi là chuông linh thứ ba hồi dục thúc là vậy. Tôi giờ tóm kết đại ý hai câu giảng này, Đức Thầy đó là đại đồng chuông đạo bon ngân cho người sai ngủ tỉnh lần giấc mê. Đức Thầy cho biết rằng hôm nay là thời kỳ hạ quân mạt pháp, là thời kỳ hạ quân nay đã hết đời, mà cái thời kỳ này là thời kỳ là tiếng chuông thứ ba cảnh tỉnh để kêu gọi mọi người giác ngộ. Mà nếu không giác ngộ thì không còn thời kỳ nào để mà được gặp Phật ra đời nữa, mà chỉ có thời này là tiếng chuông cảnh tỉnh lần thứ ba. Nếu chúng ta biết giác ngộ thì tốt, còn không biết giác ngộ thì chúng ta đã bị nằm ở trong cái mê hoài, không bao giờ là chúng ta giải thoát được mà bị luân hồi sanh tử. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì tôi cũng nói đại cương qua một vài ý Phật pháp ở đầu năm Giáp Thìn này. Và trước khi dứt lời rời khỏi cái điểm này, tôi thành tâm cầu nguyện nhờ ơn trên Đức Phật Đức Thầy từ bi gia hộ cho toàn thể chúng sinh bớt đi cái vấn đề mê ngủ, bớt đi danh lợi tình tài sắc, và ráng co cúng lại ăn chay niệm Phật làm lành, để sau này chúng ta được diện kiến Đức Thầy ở nơi hội Long Hoa, hoặc là được về cái cõi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.